Chủ tịch Thịnh Long Quang. Bay. Thử thử bãi đáp. Chiều tối thử quấn với chăn mà. Anh đạp chân à? Không, bây giờ là nếu mà đi gan tay là tôi đi được. Ông đạp tiếp này. Đấy. Đây, trong xe tôi còn một đôi. Đạp đặt tiếp đôi về. Thôi, thứ giờ nào có thời gian này. Đấy. Không, bạn, lấy đà rất mạnh. Anh em cùng cấp ba phát cho những thành viên mới. Tí mạng này là có máy bay nhờ. Ba phát nhờ. Mấy? À, này trồng cây chuối. Đây là trồng cây ớt. Đây là thử trồng cây chuối để gã luôn. Cố lên, mới được có hai lượt thôi. Đến lượt là bác Oanh à? Toàn bị trượt găng luôn. Đấy. Đó là cao thủ. Gần cơ lổi quần quận. Chưa thử. Là trồng cây chuối tiếp à? Đấy. Tay thấy bị trôi nhỉ? Đây đi ông Phan. Ông lên lột thế nào?